chào các bạn nha. Hôm nay mình tiếp tục ghé chạy chú Hùng, mình quay cái giỏ hôm trước đó các bạn. Đây cái giỏ hôm trước cũng giờ cũng xong rồi, đang lắp keo quá. Còn cái giỏ này cũng đang chuẩn bị vô công nha các bạn. Đây thì chiếc sao này là vành là 3m8 này các bạn. Sao này cũng mình 3m8 mà rất là bự ha. Đây mũi rất là cao, rất là chắc luôn nha các bạn. Hiện tại giờ mấy anh em thợ đang lắp keo đóng đinh, còn mấy anh em thợ máy mình thì đang hàn cái dù gà gì đó. Mới lắp có một lớp keo thôi. Đây mới lắp keo trước này đóng đinh rồi á. Đây anh này thì đang lộng công nha các bạn. Giỏ rất là bự các bạn. Chiều dài là 10 hoành 3m8, chiều dài là 14 mét mấy á. Thì mấy anh em đang hàng cái đang chuẩn bị tính hàng cái bánh lái vô gà các bạn. Đây anh thợ anh thợ giữ của mình đây. Để chút xíu nữa mình kiếm đường anh em quay cho các bạn xem á. Gà hàng xong rồi các bạn, giờ còn mấy anh em còn cái lái. Đang canh cái bánh lái các bạn, đặng hàng cái chén ra. Ăn sao này chưa keo rồi các bạn, chỉ có trên nữa. Vỗ rồi ngang rất là bự ra. Cái lái sao rồi các bạn, cái lái sao rất là rộng. Dỗ quá bự các bạn. Thì cái vỏ hôm trước đóng ngoài thổ chu cũng xong rồi ha, mà không biết đặt máy chưa. Để xíu nữa mình xuống dưới mình quay cho các bạn xem ha. Đây thì ở trước thì cũng chiếc này đang mấy anh thợ đang rộng công rồi các bạn.
chiếc này bề ngang nhỏ mà nó dài hơn chiếc ăn sau rồi các bạn. Đây thì bên đây thì cũng hoàn thành xong rồi các bạn. Đây lớp keo, lớp đinh ở trong mình thấy lớp keo cũ ngoài rồi ha. Đây mấy anh em thợ làm á, hơi ngọt mấy các bạn xem thông cảm nhìn. Rõ nhìn quá đã các bạn. Về nước cũng quá bự luôn. Đây con mắt ở trên thì chưa có xong, chứ làm có dàn dưới thôi. Dàn trên hình như là mình thấy là chưa có làm gì hết. Đây mình trên này các bạn, về rất là sâu lường, vỏ rất là sâu lường á. Các bạn ấp máy ra nghe các bạn. Thì có ông mình đang đóng đinh chế chạp ha. Đây anh thợ giữ của mình đang chui xuống dưới nghe các bạn, chui dưới đằng canh lắp bánh lái. Dán mùi thì chưa xong, mới cái đà thôi. Giờ mình đi ra cạo lấy á. Thì sợi lái rất là rộng rồi các bạn. Thì cái vỏ này rất là dài á, bởi vì cái hầm máy á ăn ra chưa có vỏ cả thước ngoài các bạn. Còn cái mình thì làm từ cái bửng lái sợi lái ra sau. Chỉ cái dưới bề ngang quá khủng rồi các bạn. Hình như là mình nghe mấy anh em nói đặt máy rồi mà mình chưa biết máy gì ha. Chiếc này đóng ngoài thổ chu rồi các bạn. Chiếc hôm trước mình quay bắt bồ lon toàn là inox không luôn, inox 304 á. Cái cây này nó hơi vàng vàng ấy các bạn. Đây cái cọp, cái cây đấu là nó hơi vàng vàng ha. Cái đóng cabin rất là đẹp á. Thì cái sạp rất là cao hơn cái bè nha các bạn. Cao
thì nó khỏi bị nước đầu kia tạt ha. Nước nó vô tới đó là nó chạy xuống các bạn. Thì bây giờ mình đi xuống dưới các bạn. Từ trên xuống dưới rất là cao quá. Chơi hai cặp đài rất là bự các bạn. Chơi hai cặp đài vậy rất là cứng ghê ha. Đang có keo mũi các bạn. Hôm nay chuyền tua đang gắn qua lăng này các bạn. Máy đặt rồi các bạn, nguyên bộ luôn, một màu đó, thật xấu luôn. Máy này mình nghe thấy đâu là Mitsubishi gì đó ha, Mitsubishi 6 rồi các bạn. Cái này chạy không có chạy tải ha. Em quay đăng lên YouTube mình. Thì cái động cơ các bạn màu xanh đó, xanh nước biển. Wow, quá bụi rồi. Thì bây giờ mình tới đây thôi, chào tất cả các bạn nha. Đừng quên đăng ký và like để cập nhật theo dõi những video sắp tới mới nhất của mình. Rồi chào tất cả các bạn.